Kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, tập 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tuần 31, bài 24, đọc chiếc rễ đa tròn. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 104. Chúng mình cùng nhau học bài nhé. Trước tiên, chúng mình cùng nhau khởi động qua một bài hát nói về Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng. Các em thuộc những bài hát nào nói về Bác Hồ và thiếu niên nhi đồng? Chúng ta hãy chia sẻ với người thân bạn bè của mình và hát về bài hát đó cho người thân bạn bè của mình nghe nhé. Ví dụ như bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng của nhạc sĩ Phong Nhã. Hoặc chúng ta có thể hát một bài hát khác nói về Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng nhé. Các em quan sát bức tranh và cho cô giáo biết trong tranh chúng mình thấy gì nào? Các em ạ, trong bức tranh chúng mình nhìn thấy các bạn nhỏ đang chạy qua chạy lại qua một vòm lá cây đấy. Vậy, nội dung của bài đọc ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng mình hiểu vì sao lại có vòm lá cây tròn như vậy. Và bài đọc ngày hôm nay đó là bài Chiếc rễ đa tròn. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc văn bản của bài nhé. Cho chúng ta biết về một bức tranh các em thiếu nhi đang chui qua gốc cây và đây chính là cây đa do Bác Hồ trồng trong vườn nơi Bác sinh sống đấy. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc bài này để chúng ta biết vì sao lại có cây đa đó nhé. Các em nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Chiếc rễ đa tròn. Một sớm hôm ấy, như thường lệ, Bác Hồ đi dạo trong vườn. Đến gần cây đa, bác chợt thấy một chiếc rễ đa nhỏ dài và dài ngoằn nghèo trên mặt đất. Chắc là trận gió đêm qua đã làm nó rơi xuống. Bác tần ngần một lát rồi nói với chú cần vụ. Chú cuốn chiếc rễ này lại rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé. Theo lời bác, chú cần vụ xới đất, vùi chiếc rễ xuống. Thấy vậy, bác ân cần bảo, chú nên làm thế này. Nói rồi, bác cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn, cùng chú cần vụ buộc nó tựa vào hai cái cọc. Sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất. Chú cần vụ thắc mắc, thưa bác, bác làm thế để làm gì ạ? Bác khẽ cười, rồi chú sẽ biết. Nhiều năm sau, chiếc rễ đã lớn và thành cây đa con, có vòng lá tròn. Thiếu nhi vào thăm vườn bác, em nào cũng thích chơi trò chui qua chui lại vòng lá ấy. Lúc đó, mọi người mới hiểu vì sao bác cho trồng chiếc rễ đa thành hình tròn như thế, theo Bác Hồ kính yêu. Như vậy, vừa rồi, các em đã nghe cô giáo đọc mẫu toàn bài Chiếc rễ đa tròn. Để chúng ta đọc tốt bài này, các em cần lưu ý đọc đúng giọng của các nhân vật, giọng người kể, trung tính, còn giọng của Bác Hồ thì ấm áp, tình cảm. Giọng chú cần vụ thì nhẹ nhàng và lễ phép. Và khi đọc chúng ta cần ngắt nghỉ hơi đúng. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau lên đọc một số từ khó trong bài nhé. Từ thứ nhất đó là từ chiếc rễ. Chiếc rễ. Tiếng rễ chúng ta đọc là R. Mời các em đọc lại nào. Tiếp tục đó là từ
Vòng lá tròn. Vòng lá tròn. Mời các em đọc lại nào. Từ tiếp theo, chui qua, chui lại. Khi đọc các em lưu ý phụ âm đầu chờ và tiếng lại thì chúng ta đọc là l. Chui qua, chui lại. Mời các em đọc nào. Tiếp theo đó là từ ngoằn nghèo. Ngoằn nghèo. Khi đọc các em lưu ý tiếng ngoằn chúng ta đọc là vần oăn, tiếng nghèo chúng ta đọc là vần eo. Ngoằn nghèo. Cô mời các em đọc lại nào. Như vậy vừa rồi chúng mình đã luyện đọc được một số từ khó trong bài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc câu dài nhé. Chúng ta ngắt hơi ở sau dấu phẩy và ngắt hơi ở sau cụm từ dài, nghỉ hơi sau dấu chấm. Ngắt hơi cô thể hiện bằng một vạch và nghỉ hơi cô giáo thể hiện bằng hai vạch. Bây giờ chúng mình nghe giúp cô giáo luyện đọc mẫu câu này nhé. Nói rồi, bác cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn và bảo chú cần vụ buộc nó tựa vào hai cái cọc. Sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc câu dài nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Tiếp tục chúng mình cùng nhau quan sát nghĩa của các từ sau. Cần vụ. Cần vụ ở đây là người làm công việc chăm sóc cho bác Hồ thì được gọi là cần vụ. Tần ngần. Tần ngần có nghĩa là đang mải suy nghĩ, cân nhắc nên làm gì hay quyết định như thế nào, tức là đang suy nghĩ. Ngoằn nghèo. Ngoằn nghèo ở đây ý muốn nói là uốn lượn theo nhiều hướng khác nhau. Các em hãy quan sát bức tranh thể hiện sự ngoằn nghèo của gốc cây, tức là gốc cây được uốn lượn theo nhiều hướng khác nhau tạo thành cái gốc cây rất là ngoằn nghèo. Như vậy vừa rồi chúng mình đã hiểu thêm nghĩa của một số từ trong bài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc bài qua việc luyện đọc đoạn nhé. Các em hãy đọc thầm lại bài và cho cô giáo biết bài đọc này có thể chia làm mấy đoạn. Đáp án của cô như sau. Bài đọc này có thể chia làm 3 đoạn. Đoạn 1, từ đầu cho đến mọc tiếp nhé. Đoạn 2 là từ theo lời bác cho đến chú sẽ biết. Và đoạn 3 là từ nhiều năm sau cho đến hết. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc từng đoạn một nhé. Trước tiên chúng mình cùng nhau luyện đọc đoạn 1 nào. Các em nghe cô đọc mẫu và đọc thầm theo cô. Chiếc rễ đã tròn. Một sớm hôm ấy, như thường lệ, bác Hồ đi dạo trong vườn. Đến gần cây đa, bác chợt thấy một chiếc rễ đa nhỏ và dài ngoằn nghèo trên mặt đất. Chắc là trận gió đêm qua đã làm nó rơi xuống. Bác tần ngần một lát rồi nói với chú cần vụ. Chú cuốn chiếc rễ này lại rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc lại đoạn 1 nào. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình tiếp tục cùng nhau luyện đọc đoạn 2. Các em nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Theo lời bác, chú cần vụ xới đất, vùi chiếc rễ xuống. Thấy vậy, bác ân cần bảo, chú nên làm thế này. Nói rồi, bác cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn. Cùng chú cần vụ buộc nó tựa vào hai cái cọc. Sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất. Chú cần vụ thắc mắc. Thưa bác làm thế để làm gì ạ? Bác khẽ cười. Rồi chú sẽ biết.
Ở đoạn 2, các em cần lưu ý đọc một số tiếng cho đúng. Ví dụ tiếng xuống chúng ta đọc là sờ. Tiếng chiếc chúng ta đọc là chờ. Và tiếng làm chúng ta đọc là lờ. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc đoạn 2 nào. Chúng mình cùng nhau luyện đọc tiếp đoạn 3 nhé. Nhiều năm sau, chiếc rễ đã lớn và thành cây đa con, có vòng lá tròn. Thiếu nhi vào thăm vườn bác, em nào cũng thích chơi trò chui qua chui lại vòng lá ấy. Lúc đó, mọi người mới hiểu vì sao bác cho trồng chiếc rễ đa thành hình tròn như thế. Theo bác Hồ kính yêu. Ở đoạn 3, các em cần lưu ý tiếng năm chúng ta đọc là n. Tiếng lớn chúng ta đọc là l. Và tiếng tròn chúng ta đọc là tr. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc lại đoạn 3 nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Như vậy chúng mình vừa cùng nhau chia đoạn và luyện đọc từng đoạn trong bài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc lại toàn bài nào. Các em hãy chỉ và đọc thầm theo cô. Chiếc rễ đa tròn. Một sớm hôm ấy, như thường lệ, bác Hồ đi dạo trong vườn. Đến gần cây đa, bác chợt thấy một chiếc rễ đa nhỏ và dài ngoằn nghèo trên mặt đất. Chắc là trận gió đêm qua đã làm nó rơi xuống. Bác tần ngần một lát, rồi nói với chú cần vụ. Chú cuốn chiếc rễ này lại, rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé. Theo lời bác, chú cần vụ xới đất, vùi chiếc rễ xuống. Thấy vậy, bác ân cần bảo, chú lên làm thế này. Nói rồi, bác cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn, cùng chú cần vụ buộc nó tựa vào hai cái cọc. Sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất. Chú cần vụ thắc mắc, thưa bác làm thế để làm gì ạ? Bác khẽ cười, rồi chú sẽ biết. Nhiều năm sau, chiếc rễ đã lớn và thành cây đa con, có vòng lá tròn. Thiếu nhi vào thăm vườn bác, em nào cũng thích chơi trò chui qua chui lại vòng lá ấy. Lúc đó, mọi người mới hiểu vì sao bác cho trồng chiếc rễ đa thành hình tròn như thế. Theo bác Hồ kính yêu. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc lại toàn bài nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo là phần trả lời câu hỏi về nội dung của bài. Câu hỏi số 1. Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, bác đã bảo chú cần vụ làm gì? Cô mời các em hãy bấm dừng hình, suy nghĩ và trả lời câu hỏi 1 nhé. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nào. Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, bác đã bảo chú cần vụ cuốn chiếc rễ lại rồi đem trồng cho nó mọc tiếp. Như vậy, bác Hồ khi nhìn thấy một chiếc rễ đa nằm ở trên mặt đất thì bác đã biết trồng chiếc rễ đa đó để tạo thành một cây đa mới đấy các em ạ. Bác là người rất để ý đến những sự vật xung quanh, kể cả cây cối và con người. Câu hỏi số 2. Bác hướng dẫn chú Cần Vụ trồng chiếc rễ đa như thế nào? Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình trả lời câu hỏi 2 nhé. Mời các em quay trở lại màn hình, chúng ta cùng nhau quan sát câu trả lời nào. Bác hướng dẫn chú Cần Vụ cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn, buộc nó tựa vào hai cái cọc, rồi vùi hai đầu rễ xuống đất. Như vậy, khi bác nhìn thấy chú Cần Vụ đặt chiếc rễ xuống đất để vùi xuống, thì bác đã hướng dẫn
Chú cần vụ là phải cuộn chiếc rễ lại thành một vòng tròn, rồi sau đó buộc nó tựa vào hai cái cọng, rồi mới vùi hai đầu rễ xuống đất đấy các em ạ. Vậy vì sao bác cho trồng chiếc rễ đa như vậy? Mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình suy nghĩ và trả lời nhé. Chúng ta cùng nhau chia sẻ nào. Các em ạ, bác cho trồng chiếc rễ đa như vậy để nó mọc thành cây đa có vòng lá tròn. Các em thiếu nhi có thể chui qua, chui lại vòng lá ấy khi vào thăm vườn bác đấy. Qua điều này, chúng ta thấy bác Hồ luôn nghĩ đến các em thiếu niên nhi đồng đấy. Bác trồng chiếc rễ đa thành một vòng tròn để cho các em sau này sẽ vào cho thăm vườn bác và chơi trò chơi chui qua chui lại chiếc vòng tròn ấy. Câu hỏi số 4. Qua bài đọc, em thấy tình cảm của bác Hồ với thiếu nhi như thế nào? Đây là một câu hỏi mở. Các em hãy suy nghĩ và trả lời theo ý hiểu của mình nhé. Chúng ta cùng nhau chia sẻ nào. Qua bài đọc, ta thấy bác rất yêu thương các cháu thiếu niên nhi đồng. Các em ạ, qua bức tranh quan sát trên màn hình, chúng ta thấy hình ảnh bác Hồ đang bế một em bé trên tay và rất nhiều thiếu niên nhi đồng khác đang ngồi quây quanh bác, khuôn mặt rất tươi cười, hớn hở, thể hiện bác rất yêu thương các cháu thiếu niên nhi đồng đấy. Như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau trả lời câu hỏi về nội dung của bài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc lại bài nhé. Các em nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Chiếc rễ đa tròn. Một sớm hôm ấy, như thường lệ, bác Hồ đi dạo trong vườn. Đến gần cây đa, bác chợt thấy một chiếc rễ đa nhỏ và dài ngoằn nghèo trên mặt đất. Chắc là trận gió đêm qua đã làm nó rơi xuống. Bác tần ngần một lát rồi nói với chú cần vụ. Chú cuốn chiếc rễ này lại rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé. Theo lời bác, chú cần vụ xới đất, vùi chiếc rễ xuống. Thấy vậy, bác ân cần bảo, chú nên làm thế này. Nói rồi, bác cuộn chiếc rễ thành một vòng tròn. Cùng chú cần vụ, buộc nó tựa vào hai cái cọc. Sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất. Chú cần vụ thắc mắc, thưa bác làm thế để làm gì ạ? À? Bác khẽ cười, rồi chú sẽ biết. Nhiều năm sau, chiếc rễ đã lớn và thành cây đa con có vòng lá tròn. Thiếu nhi vào thăm vườn bác, em nào cũng thích chơi trò chui qua chui lại vòng lá ấy. Lúc đó, mọi người mới hiểu vì sao bác cho trồng chiếc rễ đa thành hình tròn như thế. Theo bác Hồ kính yêu. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc lại toàn bài nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện tập qua văn bản đọc nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện tập câu hỏi số 1. Chọn từ cuốn, vùi, xới, trồng phù hợp với mỗi ô trống. Các em quan sát và đọc lại câu. Đây là nội dung của các câu có trong bài đọc mà chúng mình vừa luyện đọc đấy. Các em hãy lựa chọn từ ngữ ở trong ngoặc đơn ở trên để chúng ta điền vào chỗ chấm để được một câu phù hợp nhé. Mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài nào. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chia sẻ đáp án nhé. Ở vị trí chỗ chấm đầu tiên, đó là chúng ta đọc, chúng ta chọn đó là chú cuốn. Chúng ta lựa chọn tiếng cuốn, chiếc rễ này lại rồi trồng. Ở đây chúng ta lựa chọn chữ trồng. Cho nó mọc tiếp nhé. Ý B, chú cần vụ xới đất.
chúng ta lựa chọn từ sới và cuối cùng là lựa chọn từ vùi, vùi chiếc rễ xuống. Sau khi chúng ta chọn từ xong, chúng ta được câu hoàn chỉnh như sau. Chú cuốn chiếc rễ này lại rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé. Chú cần vụ xới đất, vùi chiếc rễ xuống. Tiếp tục câu hỏi luyện tập thứ hai. Tìm trong bài câu có dùng dấu chấm than. Câu đó dùng để làm gì? Chọn ý đúng trong 3 ý sau. A. Nêu yêu cầu, đề nghị. B. Thể hiện cảm xúc. C. Kể sự việc, hoạt động. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta lựa chọn đáp án đúng nhé. Mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chia sẻ nào. Trong 3 đáp án trên thì câu có dùng dấu chấm than. Chúng ta quan sát đó là câu dấu chấm than đó là chú cuốn chiếc rễ này lại rồi trồng cho nó mọc tiếp nhé. Đó chính là câu có dùng dấu chấm than. Và câu đó dùng để nêu yêu cầu, đề nghị. Chúng ta sẽ lựa chọn đáp án ở đây đúng, đó là đáp án A. Câu đó dùng để nêu yêu cầu, đề nghị. Như vậy, cô trò chúng mình vừa cùng nhau hoàn thành xong bài đọc. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.